Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày 27 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Những nỗ lực trong cải thiện về môi trường đầu tư kinh doanh giúp Hưng Yên tăng 14 bậc về năng lực cạnh tranh môi trường đầu tư cấp tỉnh PCI trong năm 2021. Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mỹ về công tác xây dựng Đảng phát triển kinh tế xã hội, chuyển đổi số để phục vụ nhu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước và người dân. Tưởng niệm ngày mất Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, chương trình có bài Đồng chí Nguyễn Văn Linh với quê hương Hưng Yên. Công an huyện Khoái Châu nhanh chóng làm rõ đối tượng gây ra 3 vụ trộm cắp xe máy. Thưa quý vị và các bạn, với 63,76 điểm, chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Hưng Yên năm 2021 tăng tới 14 bậc, vừa lên xếp thứ 39 trong bảng xếp hạng PCI toàn quốc, vừa được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID công bố sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở thủ đô Hà Nội. Kết quả này đã đạt và vượt mục tiêu của tỉnh Hưng Yên là đến năm 2025 ở nhóm 40 tỉnh, thành phố có chỉ số PCI cao. Đại diện tỉnh Hưng Yên tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. So với năm 2020, điểm số PCI của tỉnh Hưng Yên tăng 1,53 điểm, đạt tổng số 63,76 điểm, xếp hạng tăng từ thứ 53 lên thứ 39. Trong đó, các chỉ số thành phần quan trọng có sự tăng điểm so với năm trước là chỉ số tiếp cận đất đai tăng từ 6,34 lên 6,94 điểm. Chỉ số tính minh bạch tăng từ 5,31 điểm lên 5,62 điểm. Chỉ số chi phí thời gian tăng từ 8,24 lên 8,46 điểm. Chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tăng từ 4,82 lên 5,75 điểm. Hưng Yên là một trong những tỉnh có sự thăng hạng vượt bậc trong bảng xếp hạng PCI toàn quốc năm 2021. Xin chúc mừng tỉnh Hưng Yên chúng ta năm nay đã có một sự tăng trưởng rất là đột phá trong cái xếp hạng về PCI, đó là tăng tới 14 bậc. Điều này cho thấy là chính quyền Hưng Yên đã có một sự nỗ lực vượt bậc, và nhiệm kỳ này cũng là báo hiệu một cái nhiệm kỳ tôi rất tin là có sự phát triển. Với việc cái đánh giá của các doanh nghiệp rất là công bằng, rất là khách quan, với sự phân tích của các chuyên gia nước ngoài cho thấy là chúng ta đã có nhiều cải thiện trong môi trường kinh doanh, và như vậy Hưng Yên sẽ là một điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp đến đầu tư và kinh doanh. Thực sự Hưng Yên chúng ta được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá rất cao vì chúng ta có rất nhiều lợi thế, có một cái vị trí đặc biệt ở kế gần thủ đô và cũng có đường kết nối ra biển rất thuận tiện. Do đó cái thành công của cái năm nay tôi cho rằng mới chỉ là bước đầu. Nhiệm kỳ này chúng ta còn phải phấn đấu quyết liệt hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh và thu hút được nhiều doanh nghiệp đến đầu tư, góp vào cái sự phát triển kinh tế của Hưng Yên, góp vào cải thiện đời sống của nhân dân tỉnh nhà. Những năm gần đây, chỉ số PCI của tỉnh Hưng Yên vẫn ở mức thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Quyết tâm thay đổi điều này, năm 2021, tỉnh ủy Hưng Yên có kết luận số 223. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, tỉnh Hưng Yên phấn đấu mỗi năm tăng từ 2 đến 5 bậc chỉ số PCI. Với định hướng này, ngay những năm đầu nhiệm kỳ, tỉnh Hưng Yên đã quyết liệt có những giải pháp để quyết tâm nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường thu hút đầu tư, cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp. Có thể nói là năm 2021 thì môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Hưng Yên được tăng rất là rõ rệt. Năm 2020 thì Hưng Yên đứng ở top 53 toàn quốc, và năm 2021 thì Hưng Yên tăng 14 bậc, đứng thứ 39 toàn quốc. Được kết quả này đó là sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, cấp ủy chính quyền các cấp vào cuộc tích cực và xác định vai trò to lớn là sự phát triển của doanh nghiệp thì đi đôi với việc sự phát triển của tỉnh. Xác định vai trò này thì tất cả hệ thống chính trị, cấp ủy và chính quyền chúng tôi vào cuộc một cách tích cực,
thể hiện một số các vấn đề trọng tâm. Thứ nhất đó là công tác cải cách hành chính và nâng cao vai trò người đứng đầu. Các bộ thủ tục hành chính thì chúng tôi không thể cắt giảm được, nhưng mà cắt giảm cái thời gian thực hiện cái thủ tục hành chính đó đáng 10 ngày thì chúng tôi yêu cầu các cấp chính quyền chỉ thực hiện 5 ngày và nâng cao vai trò của người đứng đầu và chịu trách nhiệm toàn diện việc đó. Đi đôi với cái việc thực hiện cái việc cải cách hành chính thì nâng cao vai trò giám sát kiểm tra để kiểm tra lại các cái việc mà các địa phương, các ngành đã cam kết để cắt giảm các thời gian thủ tục hành chính. Đi đôi việc đó thì chúng tôi cũng xác định chính quyền phải luôn luôn đồng hành và chia sẻ với doanh nghiệp, tháo gỡ tất cả những cái khó khăn của doanh nghiệp để làm sao doanh nghiệp được sản xuất, kinh doanh, đầu tư ở tỉnh Hưng Yên được thuận lợi nhất. Sự phát triển của doanh nghiệp thì đóng vai trò to lớn trong việc phát triển của tỉnh. Và vấn đề thứ ba đó là cái đột biến, là trước đây thì cái tiếp cận đất đai của Hưng Yên là điểm số rất là thấp. Riêng năm 2021 thì cái tiếp cận đất đai của Hưng Yên tăng lên rất là rõ rệt, là thể hiện là cấp ủy, chính quyền, các cấp của tỉnh Hưng Yên vào cuộc tích cực. Ban thường vụ tỉnh ủy chúng tôi có chỉ thị về công tác thực hiện giải phóng mặt bằng, và đồng chí bí thư tỉnh ủy là trưởng ban chỉ đạo một số các công trình trọng điểm của tỉnh và đồng chí, và sau đó thì ủy ban nhân tỉnh tôi xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ thị và yêu cầu các cấp các ngành vào cuộc, thành lập các tổ công tác có thể ký liên ngành để giảm bớt, giảm ngắn các cái thời gian để thủ tục hành chính, và yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã trên địa phương cũng vậy, và các đồng chí bí thư huyện ủy ở các cấp đều là trưởng ban chỉ đạo về các cái công trình trọng điểm về giải phóng mặt bằng, và đồng chí chủ tịch ủy ban nhân các huyện làm trưởng ban giải phóng mặt bằng và kết hợp với các hội đoàn thể để tuyên truyền vận động cho người dân thấy vai trò to lớn sự phát triển của doanh nghiệp để thực hiện cái công tác giải phóng mặt bằng được thuận lợi hơn. Năm 2022 thì chúng tôi tiếp tục phát huy những vấn đề mà chúng tôi đã đạt được và thường xuyên giám sát chặt chẽ hơn nữa và đẩy mạnh hơn nữa trong việc sát sao quản lý của các cấp chính quyền địa phương và đi đôi với tuyên truyền vận động, và xác định là sự phát triển của doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng và rất lớn trong sự phát triển của tỉnh. Thì chúng tôi luôn luôn đồng hành và chia sẻ với các doanh nghiệp và tháo gỡ tất cả những khó khăn của doanh nghiệp liên quan đến cái việc đầu tư sản xuất kinh doanh ở tại tỉnh. Những cái điểm yếu thì đó là việc đào tạo và nhân lực, thì trong thời gian tới sẽ tiếp nhận các nhà đầu tư và các doanh nghiệp để trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực để phù hợp với lại nhu cầu về nguồn nhân lực của các doanh nghiệp trong cái địa bàn là thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp về Hưng Yên đầu tư, có một đội ngũ nhân lực dồi dào cả về trí tuệ và cả thực hành cao hơn để giúp cho doanh nghiệp phát triển tốt hơn. Báo cáo PCI năm 2021 được xây dựng trên thông tin phản hồi từ trên 11.000 doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đây là lần thứ 17 chỉ số này được công bố. Tỉnh Quảng Ninh lần thứ 5 liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng PCI cả nước. Chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mỹ về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2021 và phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh những tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong công tác xây dựng Đảng năm 2021, huyện đã ban hành 11 kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Tỷ lệ cán bộ đảng viên tham gia học tập tại các hội nghị đạt 98%, kết nạp mới 99 đảng viên, cấp ủy các cấp kiểm tra 73 tổ chức đảng và 121 đảng viên, giám sát 37 tổ chức đảng và 65 đảng viên, thi hành kỷ luật 50 đảng viên. Năm 2021, tổng giá trị sản xuất đạt gần 54.000 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 86 triệu đồng. Thu ngân sách đạt gần 2.600 tỷ đồng. 4 tháng đầu năm 2022, thực hiện giải phóng mặt bằng được trên 20 ha. Huyện Yên Mỹ đề nghị tỉnh một số vấn đề như hướng dẫn, quy định về điều động luân chuyển cán bộ, công tác giải phóng mặt bằng, giảm thủ tục hành chính về đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quy hoạch đường giao thông giữa khu cụm công nghiệp với các khu dân cư để thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ cho người dân,
cải tạo khu di tích danh y Hải Thượng Lãn Ông, xây dựng nhà máy xử lý rác thải. Tại buổi làm việc dưới sự điều hành của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn, các sở ngành, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy đã trả lời những ý kiến kiến nghị của huyện Yên Mỹ, đồng thời gợi mở một số vấn đề để huyện tháo gỡ những khó khăn cũng như định hướng chỉ đạo cho công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của huyện Yên Mỹ trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toản đề nghị huyện Yên Mỹ cần có kế hoạch thực hiện cụ thể các chỉ thị nghị quyết, quyết liệt trong phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp, tiếp tục kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở theo nghị quyết số 277 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, củng cố hệ thống y tế cơ sở. Lãnh đạo tốt đại hội các hội đoàn thể, tập trung giải quyết, xử lý, dứt điểm các đơn thư khiếu nại tố cáo kéo dài. Huyện cần rà soát các dự án đầu tư vào địa bàn, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu ngân sách. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao kết quả trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của huyện Yên Mỹ thời gian qua. Đồng chí đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế của huyện như việc phát triển đảng viên, hoạt động của tổ chức đảng khối doanh nghiệp còn hiệu quả thấp. Vai trò tham mưu của Ủy ban kiểm tra ở một số cơ sở còn lúng túng, chưa sát, chưa đảm bảo yêu cầu. Công tác quản lý đất đai ở một số xã còn chưa tốt, chưa quyết liệt, xử lý, chưa dứt điểm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Mỹ tập trung lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trong việc giám sát phản biện xã hội, triển khai các nghị quyết, quyết định bằng các chương trình kế hoạch cụ thể, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng và phòng chống tham nhũng, đẩy mạnh thực hiện kỷ luật, kỷ cương, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, công tác quy hoạch cán bộ. Trong công tác xây dựng đảng, các đồng chí tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ và bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025 ở địa phương, cơ sở. Đây là nội dung rất là quan trọng, cần có thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Các cấp ủy, ủy ban kiểm tra tăng cường kiểm tra để chấp hành các cái nghị quyết, kết luận, việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức đảng và các quy định của đảng, và tập trung vào các cái lĩnh vực trọng tâm như đã nêu được trong văn bản của Ban Thường vụ. Về công tác tổ chức cán bộ thì các đồng chí có một điểm tôi chỉ xin nhấn mạnh vừa là trước mắt vừa là lâu dài, đấy là việc triển khai cái công tác quy hoạch cán bộ theo hướng dẫn số 06. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng để tạo nguồn cho nhiệm kỳ này cũng như nhiệm kỳ tiếp theo. Các đồng chí quan tâm đưa vào trong quy hoạch những cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực, trình độ, có đạo đức trong sáng, tinh thần trách nhiệm, có ý chí, bản lĩnh, tinh thần đổi mới sáng tạo, luôn vượt khó vượt khổ, hy sinh vì cái lợi ích chung. Thì đề nghị các đồng chí kiên quyết không đưa vào quy hoạch đối với những cái đối tượng mà có những các cái biểu hiện về thoái hóa biến chất về đạo đức, tư tưởng chính trị không đủ tiêu. Đặc biệt tôi lưu ý lần này là kiên quyết không đưa vào những cái đối tượng không đủ tiêu chuẩn vào quy hoạch. Với các đồng chí là lần này sẽ trao quyền cho các đồng chí rất là rộng rãi trong việc mà tìm nguồn và phê duyệt quy hoạch. Cái nữa là sau quy hoạch, các đồng chí sẽ quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, rà soát chuyển đổi vị trí việc làm theo quy định của pháp luật, tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công và giải ngân đầu tư công trong năm 2022, nhất là các dự án của xã là chủ đầu tư, bảo đảm bố trí vốn đầy đủ và không để cái tình trạng kéo dài các cái dự án hay là chuyển tiếp các dự án từ năm này sang năm khác. Chúng ta cố gắng dứt điểm, rút ngắn thời gian, phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh và giải phóng mặt bằng. Đây là cái điểm mà tôi đề nghị các đồng chí làm tốt rồi, nhưng làm tốt hơn nữa, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng và kiên quyết xử lý các vụ việc vi phạm, nhất là xây dựng trái phép để chuyển đổi mục đích đất, rồi xâm phạm cái đất nông nghiệp. Rất lưu ý cái chỗ này. Và đặc biệt là bảo vệ chặt chẽ đất công, thì rất lưu ý đến phần về quản lý đất công ở đây, quản lý một cách chặt chẽ. Yên Mỹ cũng là một cái địa bàn mà đang thực hiện công nghiệp hóa, đô thị hóa rất là nhanh. Thế cho nên như tôi nói trên, những vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấy, nó có những các cái mặt trở nên gay gắt hơn. Thế cho nên cần phải tăng cường các quản trị xã hội, đặc biệt là
tăng cường đấu tranh phòng chống có hiệu quả các vi phạm rồi các loại tội phạm. Trước đó, nhân kỷ niệm 24 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ở xã Giai Phạm, dâng hương tưởng niệm 24 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính và tưởng nhớ cuộc đời sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo đã có những đóng góp to lớn, cống hiến cho đất nước. Dâng hương tại nhà tưởng niệm Trung tướng Nguyễn Bình, một người cộng sản kiên trung, một tướng lĩnh quả cảm, nghĩa hiệp, dấu đức hy sinh, lòng dũng cảm và tài thao lược, lập nhiều chiến công xuất sắc ở những nơi nguy hiểm vào những thời điểm khó khăn nhất. Tự hào là quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Trung tướng Nguyễn Bình trong công cuộc đổi mới hôm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ tỉnh Hưng Yên ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra, phấn đấu đưa Hưng Yên trở thành tỉnh khá trong khu vực và cả nước. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm kiểm tra quy hoạch giao thông trung tâm huyện Yên Mỹ kết nối với các địa phương lân cận. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, dù bận nhiều công việc quốc gia, song Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh luôn hướng về quê hương Hưng Yên bằng những tình cảm và sự quan tâm sâu sắc. Chính sự quan tâm và nguồn động viên to lớn ấy là động lực để Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên vượt qua mọi khó khăn, phát huy lợi thế xây dựng tỉnh Hưng Yên giàu đẹp. Phóng sự nhân 24 năm tưởng niệm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, 27 tháng 4 năm 1998, 27 tháng 4 năm 2022. Lúc sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã 6 lần về thăm và làm việc tại Hưng Yên. Đồng chí còn thể hiện sự quan tâm với quê hương bằng những lá thư, bức điện, những lời dặn dò động viên và thăm hỏi ân cần tới Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên trong từng bước phát triển của quê hương. Ngày 1 tháng 1 năm 1997, tỉnh Hưng Yên được tái lập. Tháng 11 năm 1997, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 14 vinh dự nhận điện chúc mừng của đồng chí Nguyễn Văn Linh. Vì lý do sức khỏe, đáng tiếc tôi không thể về dự đại hội đại biểu của tỉnh được. Xin gửi lời chúc mừng đại hội đạt kết quả tốt đẹp. Tỉnh ủy sẽ xây dựng mọi mặt của tỉnh nhà thật tốt, đưa Hưng Yên trở thành một tỉnh mạnh của toàn quốc. Nội dung bức điện vừa thể hiện lòng mong muốn, vừa là lời căn dặn của đồng chí với quê hương, đồng thời cũng là động lực thôi thúc Đảng bộ, nhân dân Hưng Yên không ngừng phấn đấu, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Hưng Yên giàu mạnh. Từ tỉnh xuất phát điểm thấp, đến nay tỉnh Hưng Yên đã phát triển nhanh và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đổi mới của đất nước. Tại lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên vào tháng 12 năm 2021, phát biểu với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng, biểu dương và cảm ơn sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những kết quả thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đạt được. Trong những năm đổi mới gần đây, Hưng Yên chúng ta cũng vẫn tiếp tục phát huy được cái truyền thống văn hiến và anh hùng trong suốt thời gian qua và tiếp tục đạt được những kết quả hết sức to lớn. Những kết quả thành tích nêu trên của Hưng Yên đã góp phần quan trọng vào thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ phát triển chung của đất nước. Ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, những kết quả thành tựu và đóng góp to lớn trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển của tỉnh, Đảng và Nhà nước đã trao tặng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Chiến công hạng nhất, hơn 2.000 bà mẹ được phong tặng, truy tặng là danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và nhiều phần thưởng cao quý khác. Và hôm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên lại vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng, biểu dương và cảm ơn sự cố gắng, nỗ lực, phấn đấu và những kết quả thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên đã đạt được, đóng góp tích cực và có hiệu quả vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của chúng ta hôm nay. Tỉnh Hưng Yên đã khởi công nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài và đường bên nối cao tốc Hà Nội Hải Phòng với cầu rẽ Ninh Bình, trị giá trên 4.400 tỷ đồng và đang triển khai dự án đường Tân Phúc - Võng Phan với tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng. Đồng thời có chủ trương xây dựng tuyến đường kết nối di sản điểm đầu từ huyện Văn Giang và điểm cuối là thành phố Hưng Yên và quy hoạch dự án phố Hiến xưa với diện tích khoảng 1.200 ha. Các dự án này hoàn thành sẽ là điểm đột phá về giao thông, kết nối hệ thống đường trong tỉnh Hưng Yên với các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, các đường vành đai của thủ đô, các đô thị lớn, cảng biển, sân bay ở khu vực miền Bắc, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội. Trong thu hút đầu tư năm 2021, tỉnh Hưng Yên có thêm 4 khu công nghiệp và 5 dự án được Thủ tướng Chính phủ cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và các dự án đầu tư khác với tổng số vốn đăng ký khoảng 6 tỷ đô la Mỹ. Thực hiện các nghị quyết của Đảng và lời căn dặn của đồng chí Nguyễn Văn Linh, hơn 25 năm qua, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên, được sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ của Trung ương Đảng, Chính phủ, các bộ ban ngành Trung ương, tỉnh Hưng Yên đang và sẽ phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh hưng thịnh, yên bình, phồn vinh, hạnh phúc. Sáng nay, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tổ chức phiên họp trực tuyến toàn quốc thứ hai, đánh giá tình hình triển khai chuyển đổi số quý 1 năm 2022. Dự họp tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh. Quý 1 năm nay, 100% bộ ngành địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số, 17 trên 22 bộ ngành và 57 trên 63 địa phương đã ban hành chương trình kế hoạch đề án chuyển đổi số giai đoạn 5 năm. Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia tiếp tục được phát triển và khai thác hiệu quả, phục vụ nhu cầu kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước ngày càng cao. Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã tích hợp với 3.552 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp truy cập thuận tiện đến dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước các cấp, ước tính tổng doanh thu kinh tế số quý 1 năm 2022 của cả nước đạt khoảng 53 tỷ đô la Mỹ, đóng góp khoảng 10% GDP. Phát biểu tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu các đơn vị địa phương trong tỉnh xây dựng kế hoạch chuyển đổi số năm 2022 và giai đoạn 2022-2025 khẩn trương hoàn thành, bảo đảm chất lượng, tính thực thi của kế hoạch. Các sở ngành chủ động liên hệ với bộ ngành trung ương để tiếp cận các nền tảng dùng chung quốc gia hoặc thuê dịch vụ của doanh nghiệp nhằm tiết kiệm nguồn lực. Sở Thông tin và Truyền thông tham khảo từ Trung ương và các tỉnh, thành phố để định hướng tổ chức bộ máy chỉ đạo điều hành về chuyển đổi số tại các sở ngành, huyện, thị xã, thành phố để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh. Việc đầu tư cho chuyển đổi số cần thực hiện theo lộ trình, chọn việc ưu tiên để đầu tư trọng tâm, trọng điểm, khuyến khích các huyện xây dựng đô thị thông minh. Các sở ngành địa phương cần cụ thể hóa kế hoạch chuyển đổi số năm 2022 và quan tâm triển khai thực hiện các chỉ số chuyển đổi số thuộc ngành lĩnh vực phụ trách. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra Cơ sở Hành chính tỉnh vừa tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra Cơ sở Hành chính năm 2021. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 được thực hiện trong hai giai đoạn với nhiệm vụ thu thập thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội và thông tin cơ bản về lao động, thu nhập của người lao động. Kết quả sơ bộ tổng số cơ sở kinh tế, sự nghiệp, hiệp hội, tôn giáo, tín ngưỡng thực tế đang hoạt động sản xuất kinh doanh toàn tỉnh Hưng Yên có trên 85.000 cơ sở với số lao động là trên 385.000 người. Bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 tăng 0,16% số đơn vị và 0,63% về số lao động. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hùng Nam đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị địa phương trong quá trình thực hiện công tác điều tra nói chung và cuộc tổng điều tra nói riêng. Ngành thống kê cần tích cực đổi mới phương pháp điều tra, ứng dụng công nghệ thông tin đi đầu trong việc chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả công tác thu thập thông tin, cùng với đó tích cực tuyên truyền công khai thông tin để các nhà đầu tư, doanh nghiệp tiếp cận tạo điều kiện thu hút đầu tư. Phần cuối của chương trình thời sự trong tỉnh là các tin an ninh.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại xã Hồ Tùng Mậu, Tòa án Nhân dân huyện Ân Thi tổ chức xét xử lưu động 3 vụ án hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ thứ nhất xét xử bị cáo Dương Văn Lân, sinh năm 1966, trú tại xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, ngày 25 tháng 12 năm 2021 tại quốc lộ 38 thuộc địa phận xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi. Lân cất giấu trái phép trên người 3 gói giấy bạc, bên trong có tổng khối lượng 0,417 gam ma túy, thì bị bắt quả tang. Vụ thứ hai xét xử bị cáo Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1964, quê xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi, ngày 11 tháng 1 năm 2022 tại phố Bùi Thị Cúc, thị trấn Ân Thi. Dũng cất giấu trái phép trên người một gói ma túy loại heroin có tổng khối lượng 0,719 gam ma túy thì bị bắt quả tang. Vụ thứ ba, xét xử bị cáo Phạm Như Huy, sinh năm 1988, quê xã Hồ Tùng Mậu, ngày 17 tháng 12 năm 2021 tại quốc lộ 38 thuộc địa phận xã Tân Phúc. Huy cất giấu trái phép trong người 0,211 gam ma túy loại heroin thì bị công an huyện Ân Thi bắt quả tang và thu toàn bộ vật chứng. Kết thúc các phiên tòa, bị cáo Dương Văn Lân bị tòa tuyên án 3 năm tù giam, bị cáo Nguyễn Văn Dũng và Phạm Như Huy 2 năm tù giam. Ngày 6 tháng 4 năm 2022, Công an huyện Khoai Châu nhận được tin báo ông Đỗ Đình Phốp, sinh năm 1960, trú tại xã Đông Kết, bị kẻ gian trộm cắp một xe mô tô nhãn hiệu Way khi để xe trong vườn nhãn của gia đình. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Khoai Châu xác định Đặng Đình Nhất, sinh năm 1987, trú tại xã Tân Châu, là đối tượng trộm cắp chiếc xe của ông Phốp. Qua kiểm tra và phát hiện Nhất đang có hành vi tàng trữ trái phép 0,299 gam heroin. Đối tượng thừa nhận hành vi trộm cắp xe của ông Phốp, đồng thời khai nhận trước đó đã thực hiện 2 vụ trộm cắp xe máy tại xã Hàm Tử, An Vĩ, huyện Khoai Châu. Công an huyện Khoai Châu đã thu giữ 3 chiếc xe mà Nhất đã trộm cắp. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Khoai Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nhất về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý hành vi trộm cắp tài sản theo quy định của pháp luật.